Xin Long Phạm Tiền. Hôm nay mình theo anh Tùng tới An Khánh ha, tỉnh Bến Tre, cưa cây mùa u này. Cây mùa u này khoảng 16-17 mét á. Anh Tùng bắt đầu leo lên cây mùa u nha mọi người.
cho nó chắc. Oh.
biết cây mũ này cũng nhiều năm rồi nha mọi người. 7-8 giờ sáng quay nó rõ hả? Dạ. Chân anh được rồi. Bên đây tới chân người ha. À. Chủ nhà kêu anh Tùng cắt cái cây này. Cắt nghĩa hữu sao? Dưới đây là với một cái con gạch. Con rất là nhiều dừa nước.